Đấy, 3090 Road Chic này, đẹp chưa? Và chúng ta sẽ còn có đó chính là một cái thước kẻn anh em nhá. Đấy, sticker này, có giấy viết cái thứ kiểu là xịn chưa? Oách ấy, chúng ta cũng oách. Đây là cái độc quyền của việc mà khi mà anh em mua một chiếc card Road Chic nhỉ? Xin chào anh em đã quay trở lại với cả Hacom. Và hôm nay thì mình đã quay trở lại với cả bán đảo Linh Đàm rồi. Thì dạo này công nhận là Linh Đàm nhiều khách mua rồi đấy. Mấy hôm trước mình có build bộ cho streamer, hôm trước chị Phương cũng qua đây để build bộ máy, và hôm nay thì mình cũng đến build bộ máy luôn. Hôm nay thì khách cũng tên là chị Phương anh em ạ, nhưng mà không phải là chị Đào Thu Phương ở bên mình. Thì chị ấy đang build bộ máy cực kỳ là VIP Pro với CPU i7-3090 với cả một lượng RAM cực kỳ là khủng bố luôn. Và có vẻ như chị đang làm một cái ngành khá là đặc thù đấy. Và bây giờ hãy cùng mình chọn những cái đồ đấy, lấy những đồ đấy ra khỏi tủ và lắp bộ máy để xem là bộ máy hoạt động như nào nhá. Rồi, đầu tiên thì về bộ máy, về CPU đi. Chúng ta có một dàn CPU đúng không? Mình đã nói CPU i7 rồi. Thì trong đây, đây là CPU i7-12700, không phải là 12700K. Mình cảm thấy rằng đây là một sự lựa chọn khá là hợp lý, tại vì mức tiền của nó khá là rẻ và hiệu năng của nó cũng cực kỳ là tốt luôn. Và đặc biệt nếu mà anh em không muốn dùng bên Z ấy, mà muốn dùng bên B không ấy, thì đây là một lựa chọn rất là ngon nghè luôn. Nhưng mà tiếp theo thì đó chính là main đúng không ạ? Thì main mình đã bảo rồi là không cần phải main Z, thế nên là ở đây mình có thể chọn đó chính là main B. Thì chị Phương của chúng ta đã chọn đó chính là chiếc main B660G anh em ạ. Đây là một chiếc main MATX rất là tốt, chất lượng cực kỳ là cao, vẻ ngoài cũng cực kỳ là gamer luôn, và đảm bảo VRM có thể cần được chiếc i7-12700 này. Còn về đó chính là card màn hình. À đây rồi, card màn hình đây rồi anh em ơi. Thì theo như chị ý thì chị đang yêu cầu đó chính là một chiếc card màn hình 3090 anh em ạ. Và có vẻ như là chị đang làm những công việc cực kỳ là nặng về VRAM luôn. Tại vì chiếc card 3090 đấy có tận 24GB VRAM GDDR6X. Đây, và chị chọn đó chính là chiếc Rock Switch này, gaming này. Anh em nhìn thấy không? Đây, u số. Đẹp chưa này? Đây là một chiếc card có thể nói là một trong những chiếc card xịn nhất bây giờ. Nó hơn ấy, chỉ có một con card hơn thôi, đó chính là 3090 Ti. Nhưng mình cảm thấy rằng nếu mà anh em không có nhu cầu quá là cao ấy, thì chiếc card này vẫn là một chiếc card rất là tốt và hiệu năng cực kỳ là ổn áp để mà anh em chơi những tựa game AAA và là cả làm việc nữa anh em nhé. Về RAM thì chị ý đang yêu cầu đó chính là một kit RAM Desktop FuriBits RGB. Thì đây là một kit DDR5 anh nhá, bởi vì chiếc B660G kia sử dụng là DDR5. Thì kit này ấy, thực sự mình đánh giá rất là rẻ, tại vì mức giá của nó chỉ có hơn 12 triệu thôi mà mình đã được giá 64GB RAM, trong khi nó là DDR5 và RGB anh em nhé. Tức là đây là một kit RAM, nếu mà anh em cần rất nhiều VRAM đúng không, thì đây là một cái kit cực kỳ hợp lý luôn. Tại vì anh em phải biết là GSQ 10 triệu anh em mới được với 32GB, nhưng mà cái này thì sẽ tốc độ thấp hơn một chút, cái card latency nó cao hơn một chút, nhưng mà vẫn sẽ có tổng cộng là 64GB lận anh em ạ. Rồi, xem nào, ở về cuối kia xem nào, tạm để đồ đây xem tí nữa, à đây, bể hết đi. Rồi, về tản nhiệt. Đây, mình đang có ngay đến khu vực đấy rồi. Và đó chính là chiếc Master Liquid. Đây, đây là một cái tản nhiệt 360 của Cooler Master. Thì mình cũng đã test cái tản nhiệt này rồi. Cái tản nhiệt đấy thì nó sẽ có thể cân được 12.900K thì hơi khóa. Tại vì cái chiếc tản nhiệt đấy thì khi mà mình gọi là stress test với cả 12.900K ấy, thì nó bị gọi là quá nhiệt anh em ạ. Nhưng với 12.700 này chắc chắn là được em nhá. Và đây cũng sẽ là một lựa chọn cũng khá là rẻ rúng nếu mà anh em muốn có một chiếc tản nhiệt nước cho chiếc CPU của chúng ta. Và chị Phương chúng ta cũng gọi là khá là tông xì tông khi mà chọn là một chiếc vỏ cây cùng hãng với cả chiếc tản nhiệt, đó chính là chiếc Cooler Master Masterbook MB520. Thì anh em, mình cũng đã lắp một vỏ cây này rồi. Nếu mà anh em nhớ ấy, thì có một bạn học sinh sinh viên kiến trúc ấy, sử dụng cái vỏ cây này. Và chiếc vỏ cây này thì có thể gắn được tản 360 ở hai khu vực này thoải mái luôn. Nhưng mà tí nữa mình xem nào nó bị cấn RAM nhá. Tại vì mình nhớ ấy, lần trước ấy là mình bị cấn RAM anh em ạ. Thế, và tí nữa mình xem là với cái tản nhiệt này, với cái RAM này thì nó bị cấn không nhá. Bây giờ thì cùng mình vào kho lấy nốt mấy đồ nhá. Rồi, ok, vào trong kho thì chúng mình chỉ lấy thêm vài món nữa thôi. Trong kho này ấy, thì mình sẽ còn đó chính là một chiếc nguồn. Đây là chiếc HyroG Pro. Cái nguồn này mình đã review rồi, mình đã nói chuyện rồi, mình đã gọi là confirm đây là một chiếc nguồn cực kỳ là tốt rồi. Đây này, 80 Plus Gold này, 1000W này, rất hợp với cả một bộ máy 3090. Đây, nói chung là một chiếc nguồn cực kỳ là tốt để mình muốn lựa chọn. Và mức giá cũng đã khá là rẻ so với cả một chiếc nguồn 1000 nữa. Và bên cạnh đó thì ổ cứng thì chị có tận là 3 ổ cứng, trời, 3 ổ cứng luôn. Một chiếc ổ cứng SSD SATA 512GB đến từ Kingston. Một chiếc ổ cứng Samsung 980 Pro 1TB, trời ơi. Và một cái ổ cứng 6TB nữa đến từ Western Digital anh em ạ, phiên bản Blue. Ui, công nhận là nhiều dung lượng rồi đấy. Bây giờ thì cùng mình bê ra ngoài kia và bắt đầu lắp nhá. Chúng ta sẽ có đây là i7-12700. Rồi, mình xin phép được rạch siêu rồi. Đấy. Thì con CPU này ấy, mình phải công nhận là nếu mà
Nếu mà anh em nói về bet P trên P đúng không? Thì em sẽ nói là 12.600k chắc chắn là ăn kèo rồi. Nhưng mà không nhá, mình cảm thấy rằng chiếc CPU i7 này là một chiếc CPU P hơn rất là nhiều so với, con i5 đấy. Đơn giản tại vì nó có nhiều nhân hơn, nhiều luồng hơn đúng không ạ? Và nó còn dùng mà gọi là hợp lý với cả bên B nữa, cực kỳ tuyệt vời. Nhưng mà mình ở đây sẽ còn cái máy này sẽ đi kèm thêm cả tản nhiệt nữa. Anh em nhìn này, sẽ có tản nhiệt siêu tốc của Intel em nhá. Cái khối lượng đồng và nhôm của nó thì cũng kha khá đấy. Nhưng mà thực sự chiếc tản nhiệt này mình vẫn cảm thấy không hợp lý với chiếc này. Chắc chắn là mình sẽ phải gắn với cả chiếc 360 này, đảm bảo. Đấy, thiết kế rất xịn nha. Và khu vực này thì mình nhớ là sẽ có RGB nữa. Đây, thì mình nhớ là khu vực này sẽ có RGB, đèn sáng lên. Tất nhiên là không thể nào mà có màn hình với trẻ thứ kiểu được. Tại vì đây cũng chỉ là một chiếc min MATIC thôi. Và nó cũng là tầm trung thôi. Nhưng mà vẫn có thể cân được chiếc CPU i7-12700 của chúng ta bình thường nhá. Sẽ có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hình như có vẻ là 6 × 2 = 1. Đấy, tính tính chắc tầm đấy. Nhưng mình phây bao nhiêu ao thì mình chưa biết. Nhưng mà số lượng như này là có thể cân được chiếc i7 của chúng ta rồi. Đấy, ngoài ra trong này sẽ còn có mấy thứ linh tinh. Mình sẽ lấy thêm cả dây SATA nữa, tại vì chúng ta sẽ còn có ổ cứng HDD và ổ cứng SATA nữa mà. Việc cho CPU, cho tản, cho các thứ kiểu trong này cũng khá là đơn giản thôi. Nhấc lên phát này. Đấy, tra CPU vào. Cẩn thận không dính các chân. Rồi cho vô. Thế là cái này nó tự bật lên. Đấy, xong, rất là đơn giản. Về kit RAM, chúng ta sẽ có đây là Fury Beast. Design của Fury Beast thì bây giờ cũng đã khác, vẫn giữ được cái ngôn ngữ nhưng mà cũng đã khác rồi. Nó sẽ là thẳng thẳng và vuông góc hơn so với cả cái đường cắt cạnh của dòng DDR4 ấy. Và tất nhiên rồi, chúng ta sẽ phải cắn ở hai thanh, ở hai khe, đó chính là khe 2 và khe 4 anh em ạ. Ok. Và bước cuối cùng của một chiếc mainboard như này, đó chính là gắn ổ cứng SSD NVMe vào. Bởi vì sau khi mà mình gắn vào trong vỏ cây ấy, thì mà chẳng hạn mình gắn cái cảm hình vào đi thì rất là khó để truy cập được cái khe SSD Gen 2 M2 này. Đó, Gen 4 M2 này. Cho nên là bây giờ là giúp rất hợp lý để mở nó ra. Và chiếc ổ cứng này thì thực sự nếu mà anh em có tiền thì nên trải nghiệm một lần để được gọi là nhận được cái tốc độ đọc và tốc độ ghi của nó. Ngày xưa ấy, thì mình có một câu chuyện, đó chính là mình rất là hay tìm những file linh tinh ở trên máy. Tại vì mình hay kiểu cài linh tinh ấy. Tức là nhiều lúc mình cần file ấy, mình dùng HDD với cả SSD thường ấy, tìm rất là lâu. Nhưng mà với một chiếc SSD 4.0 của Samsung này thì công nhận là tìm nhanh nhất. Ui chà, đây rồi. Ok, vỏ cây Masterbox của chúng ta đến từ Cooler Master. Thì cái vỏ cây này cũng là một cái vỏ cây có một mức giá khá là ổn áp, 1,5 triệu. Chúng ta sẽ được một mặt kính này. Mặt hông chúng ta sẽ có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 đầu PCIe này. Đằng sau thì chỉ là sắt thôi. Đây không phải là LAN Cool Liên Ly anh em ạ. Đây chỉ là Cooler Master thôi, vỏ 1,5 triệu thôi. Và đằng trước này nhá, thì có hơi một chút thất vọng một chút. Tại vì đằng trước này nó không phải là kính, mà đây chỉ là cái acrylic thôi, tức là nhựa mica ấy, được bẻ cong thôi. Còn nếu mà anh em muốn kính cong ấy thì phải lên cái dòng cao cấp, phải dòng Cosmos của Cooler Master thì mới có kính cong được. Còn đây nhựa thôi anh em ạ. Và đằng trước đây chúng ta sẽ có này, hai đầu USB 3.0, tức là 3.2.1 đấy. Một đầu nút nguồn RGB, có vẻ như mình là thấy đây là có vẻ là RGB đây. Đấy, một đầu audio này, một đầu tai nghe, một đầu mic này và một nút reset nữa để anh em nếu muốn. Thì mình chắc là đây là RGB đấy. Hoặc là đây là chỗ để kiểu tín hiệu là LED của ổ cứng cái thứ kiểu ấy. Bên trên thì sẽ có chắn bụi bằng đây là dính dòng 500 này và không có quạt thêm anh ạ. Có một cái quạt đằng sau này thôi. Đấy, quạt này thì là quạt P, không có PMW, chỉnh bằng DC. Đấy, giờ thì mình xin phép mở kính nhá. Thích quá. Ê. Sang linh đàm đã nhiều nhưng đây là lần đầu tiên được sử dụng gọi là súng bắn của các anh. Đấy, trời ơi, vỏ cây này cũng có thêm một vài hay ho nhá. Là bên trong này nhá, không có rubber grommet bên này nhưng lại có grommet ở dưới này để cho anh em luồn dây của GPU xuống, của cạc xuống, rất là buồn cười. Đấy, là ra cái chỗ này cũng phải chỗ có tre nhưng mà Cooler Master chỉ cho ở khu vực dưới này thôi. Và mình cũng tiện tay mình gỡ luôn đằng trước. Ok chưa? Vì là đơn giản, tại vì là tí nữa nhá. Mình ok, anh em mình chắc là nhiều đa số anh em sẽ đồng ý với ý kiến của mình thôi. Mình cũng rất là muốn test cái tản 360 trên này có gắn vừa không, có bị cấn RAM không, có bị cấn main không. Nhưng mà mình nhận thấy rằng là đằng trước này không hề có quạt RGB. Và bây giờ thì mình nghĩ rằng là để ba cái quạt để cái tản nhiệt nước đằng trước này thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với cả cái việc mà để nó ở bên trên này anh em ạ. Thế nên là mình xin phép để nó trước nhá.
Ok, nếu mà sau khách những vị khách chúng ta muốn ấy, có thể gắn giải led ở trên này hoặc là gắn thêm ba quạt RGB trên này nữa cũng khá là hợp lý. Còn nếu mà bây giờ chẳng hạn nhá, nếu mà bây giờ có quạt 360 ấy, có thêm một cái tản nhiệt hoặc là cái có thêm ba cái quạt 120 đấy thì mình chắc chắn là sẽ gắn tản nhiệt lên trên này. Tại vì đơn giản rằng là trong cái bộ máy này cái lượng nhiệt tỏa ra nhiều nhất là bởi chiếc 3090 chứ không phải là chiếc 12700. Thế nên là việc mà để cái tản nhiệt để quạt lên này thì sẽ giúp cho cái luồng khí mát vào với cả 3090 trước rồi mới đến chiếc i7 của chúng ta. Đấy mới là cái thứ ưu tiên chúng ta cần phải có. Nhưng mà rất nhiên rồi, vì mình muốn cái bộ cây này nó không chỉ có hiệu năng tốt mà nó còn đẹp nữa. Thế nên là đó là sao mà mình để 360 bên này em ạ. Rồi, ok. Bây giờ thì mình xin phép là gắn cái main vào thôi nhỉ. Xong công đoạn về lắp main vào rồi thì bây giờ sẽ lắp dây chứ còn gì nữa đúng không anh em. Đây, chúng ta sẽ có là dây đây, sẽ có này USB 3.0 này, sẽ có HD audio này và sẽ có một cụm power này. Đấy, cắm thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Rồi, dây riếc đã gắn xong. Bây giờ thì làm một điều đó chính là gắn cái tản nhiệt đây anh em ạ. Thì chiếc tản nhiệt của chúng ta ấy là chiếc 360. Và cũng may mắn, mặc dù tuy là mình chưa gắn cái gông tản nhiệt vào đâu, nhưng mà đằng sau cái vỏ cây này thì cũng đủ chỗ để cho mình tự gắn vào. Thế là không hề có vấn đề gì cả. Đấy, mình cùng unbox chiếc ML. Chiếc ML 360 này nhé. Đây, chiếc ML 360 này sẽ có túi này và sẽ còn có hấp riêng của nó nhé. Tản nhiệt thì đây là tản nhiệt 360 với 3 quạt RGB. Đây, 3 quạt RGB anh em thấy đây chưa? Đấy, khá là xịn sò và vô cùng là mạnh mẽ. Thì nữa là chắc chắn là sẽ phải cần một sự trợ giúp rồi. Tại vì nhá, gắn này rất là khó. Thế và mình sẽ phải bắt buộc là mình phải đỡ đằng trước đằng sau nữa, khá là nhiều thứ. Và mình sẽ phải gắn như này. Đấy, đầu gắn nó sẽ như này này. Và mình sẽ cho cái tản nhiệt nó quay cong cong vào đây vào trong CPU. Đấy, nó sẽ như này này. Đấy, sẽ kiểu như này này. Nhưng mà thôi, mình cứ gắn gông trước đã nhỉ. Hấp đã được gắn này, ổ cứng hai cái trên dưới này, SATA này, LED này đã gắn đầy đủ này. Bây giờ thì mình xin phép đó chính là gắn nguồn nhá. Đấy, như mình đã nói thì chiếc Hero G Pro này là một trong những chiếc nguồn là hạng A. Đấy, hạng A thì mình nhớ là hạng A như thế. Thì cái chiếc nguồn này có thể cân được với cả một bộ máy to như này, có thể cân lên tới là i9-2900K cộng với cả 3090 rất là bình thường luôn. Nhưng mà trong bộ máy này nhá thì tính ra là nếu mà max speed cho với cả chiếc 3090 này thì sẽ khoảng tầm 350-400W, cộng thêm cả chiếc 12700 nữa thì rơi vào khoảng tầm 200W điện. Thế tức là đâu đấy khoảng tầm 600 hoặc là 550 nếu mà full. Vậy tức là còn khoảng bằng tầm một nửa so với cả chiếc nguồn này. Và nếu mà anh em nhìn đây này, đây độ hiệu quả của nó tốt nhất rơi vào khoảng tầm trên 500 một tí. Đây rơi vào khoảng tầm 500 này, 50% này. Đấy, thế nên là cục nguồn này là cực kỳ hợp lý luôn. Mình phải công nhận là dù có đi đông đi tây lắp cây nào thì cái đoạn đi dây vẫn là cái đoạn rất là khó chịu. Tại vì những cái đầu này, những cái chỗ này đi rất là bé, nó rất là đau tay. Thế và những cái grommet này vừa nãy bung ra rồi mình vừa gắn lại khá là khó khăn. Nhưng bây giờ thì đã đến đoạn cuối cùng rồi. Đó chính là chiếc 3090 của chúng ta. Bây giờ mình cùng unbox nhá. Chiếc này mới toanh vừa nhập xưởng luôn. Sáng mình vừa thấy một hộp, đống hộp về. Y chà, anh em nhìn chữ sửa chích kìa. Mở ra chúng ta sẽ thấy là một chiếc cạc 3090 hốc xích rất đẹp và vô cùng là xịn sò. Đấy, 3090 Rockstick này, đẹp chưa? Và chúng ta sẽ còn có đó chính là một cái thước kẻ này anh em nhá. Đấy, một cái thước này, với cả cái dây này. Và thêm một cái hộp này là cái hộp mà theo như mình biết như trong này là sticker vậy. Để xem nào. Đấy, sticker này, có giấy giết cái thứ kiểu là xịn chưa? Wack ấy, chúng ta cũng wack. Đây là cái độc quyền của việc mà khi mà anh em mua một chiếc cạc Rockstick đó, một chiếc cạc cấp cao, xịn, đẳng cấp VIP Pro đấy. Về lý thuyết ý, nó sẽ là chiếm cái chiếc cạc này, về lý thuyết nó sẽ chiếm 3 slot, nhưng mà mình cũng chỉ cần là 2 slot cạc thôi. Đó, tại vì nó cũng chỉ gọi là cái khu vực PCIe này cũng chỉ gắn được 2 slot thôi. Thế là cũng không cần phải lấy cả 3 đâu anh em ạ. Là khe đầu tiên với khe thứ hai này. Đấy. Đó.
Bây giờ thì ta cùng gắn cạc vào nào. Công nhận sờ một chiếc cạc đẹp thật đấy. Từ đợi đi. Mở ra. Rồi. Rồi. Đấy, chiếc cạc 3090 chúng ta đã nằm gọn trong cái vỏ cây rồi. Bây giờ thì hãy gắn ốc vào thôi nhỉ. Cố định mà. Vâng anh em ơi, bây giờ cũng là đầu giờ chiều rồi và bộ máy cũng đã hoàn thiện đến 100% rồi. Driver đã được nâng cấp này, BIOS đã nâng cấp này, mọi phần mềm đã cài này và chuẩn bị để ship tới nhà của chị Phương này. Đấy, thế thì hôm nay công nhận là cái bộ máy này mình cũng phải thấy là rất là đẹp phải không? DJ khá là gọn gàng này, mọi thiết bị linh kiện đây nhìn trông rất là cool ngầu luôn. Nhưng mà giá mà chị có thể mua thêm gọi là một ba cái fan như này nữa, ba cái fan như này nữa thì đẹp vô cùng luôn. Nhưng mà nói chung cái bộ máy với 3090 này chắc chắn là vô cùng là mạnh mẽ về hiệu năng. Đấy, nếu mà anh em cảm thấy cái bộ PC này đẹp đẽ và nhìn trông rất là sảng khoái thì hãy vào xuống đường link mô tả nhá. Bởi vì giờ đấy sẽ có những cái đường link của từng bộ phận của bộ máy này. Còn nếu mà video này rất hay là hấp dẫn thì anh em bấm like và subscribe. Cuối cùng thì xin cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em tại video sau nhé.